Vâng, và sau đây là video chốt hai sản phẩm trong buổi trưa, đó là gửi cho hai bác, đó là một con ma răng 150. Đối với em này thì quá hay rồi, nói chung không có thể mà giới thiệu thêm và bàn gái về chất âm của 150 đánh loa Mỹ, loa JBL, như dòng loa Nhật như là dòng 180A, 180 trơn, 183 mã, dòng 933, như dòng loa Pioneer khó tính, hay là như dòng loa mà các bác yêu thân cần độ nảy lực về giải bass và giải treble thì lựa chọn em này. Ở ngoài các bác ngoài bác thường rất là thích dòng 150 này ghép với Sherwin Vega nha. Hồi nãy tiếng bass nhưng cặp AT15D9 đồ rất là phê nha, nghe rất là hay. Thì con này em chốt liền gửi cho anh Sơn ở Đà Nẵng này về ghép với cặp 4312 MK2 quá tuyệt vời. Và con nền nông 890D hàng nội địa Nhật, đẹp long lanh cành đào. Con này các bác xem video là bác đã thích rồi. Gửi cho bác Chiến cùng tên với em luôn ở Hoàng Mai, Hà Nội. Hai sản phẩm này đều điện 100V hết nha. Thì tối nay em hẹn các bác sẽ quay những video chi tiết những phẩm hàng về. Đây là con 77 lợi tra này. Các bác thấy đồ đẹp nha. Đấy, nét càng nẹt nha. Từ những ốc gỗ luôn nè các bác. Đây là 7 lợi tra này. Và con 80V này. Và những cái sản phẩm nữa. Tối nay sẽ quay cho các bác nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Và các bác yêu thích sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chuyện này lên đường cho hai bác nha.